Bấy giờ Bồ Tát bất khả hoại tinh tấn vương nương thần lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng Ông quán các Phật tử trí huệ công đức tạng hạnh bồ đề rốt giáo an ổn các thế gian tâm đó vốn thấu đạt khéo vào các tam muội trí huệ không bờ mé cảnh giới không thể lường nay rừng thệ đa này đủ thứ đều nghiêm sức chúng bồ tát vân tập ở gần chỗ như lai ông quán không chấp trước vô lượng biển đại chúng mười phương đi đến đây ngồi tòa hoa sen báu không đến cũng không trụ không nương không hí luận Địa cấu tâm vô ngại rốt ráo nơi pháp giới kiến lập chàng trí huệ kiên cố không dao động biết pháp không biến hóa mà hiện việc biến hóa mười phương vô lượng cõi tất cả chỗ chư phật đồng thời đều qua đến mà cũng không phân thân ông quán thích sư tử sức thần thông tự tại hay khiến chúng bồ tát tất cả đều tụ lại tất cả các phật pháp pháp giới đều bình đẳng lời nói đều khác nhau chúng này đều thông đạt chư phật thường an trụ bờ pháp giới bình đẳng diễn nói pháp khác nhau lời lẽ không cùng tận bấy giờ bồ tát phổ thắng vô thượng oai đức vương nương thần lực của đức phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng ông quán vô thượng sĩ trí rộng lớn viên mãn khéo đạt thời phi thời vì chúng diễn nói pháp hàng phục chúng ngoại đạo tất cả các dị luận khóc tùy tâm chúng sinh vì hiện sức thần thông tránh giác chẳng có lượng cũng lại chẳng vô lượng hoặc lượng hoặc vô lượng mâu ni đều vượt qua như mặt trời trong không chiếu đến khắp mọi nơi, trí Phật cũng như thế thấu đạt pháp ba đời, ví như đêm ngày rằm mặt trăng tròn không khuyết, Như Lai cũng như thế, pháp trắng đều viên mãn, như mặt trời trên không vận hành không tạm ngừng, Như Lai cũng như thế, thần biến luôn liên tục ví như mười phương cõi trong không chẳng chướng ngại thế đăng hiện biến hóa nơi đời cũng như thế ví như đất thế gian chỗ nương của quần sinh pháp luân chiếu thế đăng chỗ nương cũng như vậy ví như gió lốc mạnh sở hành không chướng ngại phật pháp cũng như vậy nhanh khắp nơi thế gian ví như đại thủy luân chỗ nương trụ thế giới trí huệ luân cũng thế chỗ nương phật ba đời